Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft Vua Hải Tặc. Và hiện tại thì mình đang trên đường để mình đi luyện Haki các thứ đó. Hôm qua thì chúng ta đã mở khóa được Haki vũ trang vô cánh tay rồi. Nên hôm nay mục tiêu tiếp theo của mình là Haki vũ trang trên toàn cái cơ thể luôn ha. Và đối thủ đầu tiên trong ngày đó chính là cái anh khổng lồ này. Mình sẽ test thử với Haki quan sát cấp cao thì mình có né được cái cú cắn của anh ta không? Ui, né được luôn nè. Ui, đỉnh thiệt. Giờ mình đấm anh thôi. Cái anh này lúc trước dám ăn thịt mình nè. Này thì khổng lồ. Đừng tưởng khổng lồ là mình ngán nha. Giờ có Haki là hơi bị tự tin luôn. Né được cả cú cắn kiểu như là chí mạng của cái anh khổng lồ luôn mà. Haki này đỉnh thiệt. Rồi, và sẵn tiện gần đây nó còn có một cái vùng biển mới hay sao nè. Chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá thử ha. Coi đây nó có rương chứa bản đồ kho báu không? Coi thử coi. Ui, không có rồi. Khoan. Ủa? Vậy là cái vùng biển này mình khám phá rồi luôn hả? Nà ní. Trời đất ơi, tưởng đâu chưa khám phá. Thôi kệ đi, không sao. Mình nghĩ là vùng biển này chắc cũng còn vài cái con thuyền á. Chẳng qua mình chưa tìm thấy thôi. Ê? Nhớ rồi. Đây là công trình cho mình cái đầu xương đen nè. Được. Xuống luôn. Với cả là vô đây mình cũng có cơ hội chiến đấu để luyện Haki mà. Một công đôi chuyện. Rồi. Cho nó ra nhiều quái đi. Đánh nhau cho nó xôm. Chủ yếu là luyện Haki là chính đi mà. Vẫn chưa có Haki mới. Giờ mình kiểu nôn có Haki lắm rồi. Không biết là tiêu diệt mấy cái con quái khác nó có tính hay không, hay là bắt buộc mình phải tiêu diệt những cái vị đô đốc hải quân thì nó mới tính là mình luyện Haki ta. Ồ, cũng khó ghê á. Ok, giờ gặp tên nào thì mình quýnh tên đó trước đi. Rồi giờ thì lấy mấy cái đầu xương đen nè. Rồi chúng ta ra khỏi cái công trình này thôi. Chỗ này cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Ồ, ở kia là quen nha. À, mình nhớ rồi, đây là nhà của sư phụ dạy kiếm. Wow, giờ có nên thách đấu với sư phụ không nhờ? Được á. Giờ mình chấp sư phụ xài kiếm luôn, mình dùng tay không, mình đấm nhau với sư phụ luôn nè. À, thì ra mày chọn cái chết. Vô, trận chiến của học trò và sư phụ ha, để xem coi ai sẽ là người chiến thắng. Vô, ui, đây rồi. Đó chính là Haki toàn cơ thể mà mình muốn học kìa. Nhưng mà mình chưa học được. Hay là bây giờ mình về mình hỏi sư phụ cách học ta. Hình như sư phụ dạy kiếm cũng có dạy mình cách học Haki hay sao á. Mà gần đây nó có kim tự tháp luôn nè. À, được quá ta. Ê, có kích nổ bơm chưa vậy? Ok, không sao. Hơi gung nha, tự nhiên nó gớt ngay cái tấm áp lực luôn chứ. Trong này thì cũng chỉ có vài thứ lặt vặt thôi. Cũng không có gì quá là nổi trội ha. Ok. Ồ, được ý nhờ. Hay là bây giờ mình về mình hỏi sư phụ cách học Haki, chắc nó sẽ dễ hơn á. Chứ mình luyện theo cách ngẫu nhiên như vậy thì cũng hên xui lắm. Để mình xuống dưới tầng dưới của con tàu. Đây. Sư phụ nè, Haki train nè. Ồ, đây là sư phụ dạy Haki bọc vô kiếm rồi. No. Sư phụ này coi. Haki Hardened Haki. Hardened Haki là hình như là là Haki bọc vô cái cánh tay. Rồi mình còn một vị sư phụ nữa. Còn Haki này thì sao? Như vậy thì sư phụ dạy cú đấm với lại sư phụ dạy cú đá là cho mình chung một cái loại Haki nha. Vậy thì Haki mà kiểu toàn cơ thể thì học kiểu gì ta? Không có ai chỉ mình cách học Haki toàn cơ thể hết. Không ai chỉ thì mình tự mò mình học. Trời, tưởng thế nào cái gì chứ vụ mò là mình hơi bị dữ luôn á nha. Rồi, và chắc cách mò nhanh nhất là mình sẽ chịu đấm ăn xôi ha. Cho bọn chúng đấm mình nghĩ là cho bọn chúng đấm nhiều thì mình sẽ mau lên Haki thôi. Rồi, nhưng mà trong đây bọn chúng không đấm đâu, bọn chúng lấy súng bọn chúng bắn mình đó. Mình sẽ tranh thủ mình đập mấy cái lòng spawn cho chắc đi. Kẻo bọn chúng lấy súng ra bắn mình bon giống như hôm bữa là mệt á. Nè, đây rồi. Bắn cái gì? Nguy hiểm thì chứ. Đập lập, đập lẹ.
vô cái... Ôi, ôi thôi xong rồi. Tên thuyền trưởng. Ouch. Đây là tên thuyền trưởng cực kỳ nguy hiểm nha. Cú đấm cực mạnh nè. Giỡn mặt hả? Rồi rồi luôn, tới công chuyện luôn. Vô. Mình có haki quan sát cấp cao nữa, quên ta. Có haki quan sát cấp cao nên cái tên này là không có tuổi với mình luôn á. Giờ hắn muốn chặt mình cũng đâu có chặt chúng đâu. Này thế à. Thuyền trưởng nè. Xin. Úi dồi. Tính ra tên thuyền trưởng này cũng giàu có phết. Rồi. Giờ thì mình sẽ loot hết kho báu của cái con tàu này. Sau đó chúng ta đi tiếp thôi. Rồi. Không quên kiểm tra haki nha. Ồ, vẫn chưa có. Ok. Chưa có thì đi mò tiếp. Mò tới khi nào mà có được haki full body thì thôi á. Ê. Ở đây nó có một cái chiến hạm nè. Wow. Một cái chiến hạm trên trời. Ghê vậy. Nhưng mà có một cái vấn đề là cái trái quỷ của mình không có bay lên cao được. Nó chỉ bay tới khúc này là nó bị khựng lên rồi. Oh man. Khó gì ta. Chưa để mình vô trong mình lấy một ít đất rồi đó. Mình cần có đất. Khổ ghê. Cái năng lực này nó cũng bị giới hạn ở độ cao thôi. Khá là tiếc ha. Giờ mình sẽ lấy tầm vài stack đất. Mình nghĩ là vài stack là đủ để chúng ta trèo lên tít trên cái chiến hạm đó rồi. Đang đào đất thì bị có thanh niên cà kìa. Thì ra người chọn cái chết. Người có haki vũ trang ta không có hả? Giỡn mặt rồi, mấy thanh niên này được lắm. Cho nó ăn thiên thạch luôn. Cái kỹ năng triệu hồi thiên thạch của mình, đôi khi mình triệu hồi nó sẽ không thành công nha. Kỳ thiệt, đây rồi. Bùm. Dẫn hộp. Làm sao? Ủa mình nhắm chuẩn lắm rồi đó mà dẫn hộp kìa. Hộp thì mình làm lại, không sao hết. Lần này mình sẽ nhắm thẳng vô con này. Rồi để xem có rơi trúng không nha. Đó. Chí mạng liền. Không trúng thì thôi chứ trúng phát là xác định nha. Phải như vậy chứ. Rồi mình biết rồi. Cái kỹ năng triệu hồi thiên thạch là mình phải nhắm thẳng vô cây địch thì nó mới rơi trúng cây địch ha. Chứ mình nhắm ở dưới chân thì nhiều khi nó sẽ bị trượt ấy. Rồi hiểu cơ chế rồi. Ủa mà sao tự nhiên mình bị dính hiệu ứng Bad Omen vậy? Ủa what the heck? Ủa là sao? Ủa mình làm gì mà bị dính hiệu ứng điểm xấu gì nhờ? Mà điểm xấu cấp độ 3 lận nha. Nè ví dụ mình đang ở một độ cao rất là gần nè. Mình dùng năng lực trái quỷ mình bay lên. Ơ, lần này thì bay được. Đó. Bay lên xong rồi lại tụt xuống nè, thấy không? Đó chính là nhược điểm của cái trái cái trái Zushinomi của mình á. Ồ, lại nè, cái nữa nè. Lần này mình sẽ bay lên cái cánh của cái chiến hạm. Bay lên. Đó. Có khác gì gục ngã trước cổng thiên đàng đâu. À đây rồi, lần này thì hết rồi. Thôi xong, xác định các người ta mà đột nhập được rồi. Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các người luôn. Vô, bước vô đây. Bước vô. Mình sẽ hạn chế dùng cái haki quan sát cấp cao nha. Để cho bọn chúng đánh trúng mình vài hit đi. Biết đâu lúc đó lại là dịp lý tưởng để mình có thể luyện được cái haki vũ trang toàn cơ thể thì sao. Rồi. Đúng rồi, bắn ta đi. Đúng rồi, quýnh đi. Có haki chưa? Nhẫn chưa? Sơ qua là cái chiến hạm này cũng rất là to nha. Chắc chúng ta sẽ kiếm được kha khá đồ đây. Biết đâu bất ngờ rương trái quỷ nằm hết trong này thì sao. Cũng có lý lắm. Vô. Giỡn mặt hả? Rồi mà vẫn không quên là dọn hết mấy cái lồng spawn nha. Nguy hiểm đó. Được nè. Táo vàng các thứ là thấy ok la rồi. Nữa nè. Vào chiếc này vào to. À con này ngươi dám đốt ai? Ngươi đốt nhầm người rồi. Này thì đốt. Mình không có dùng cái kỹ năng triệu hồi thiên thạch ở trên này là tại vì mình sợ nó cháy rồi gây lắc máy á. Mình rất là ngán cái vụ lắc máy luôn. Nên tốt nhất là mình không nên dùng cái kỹ năng triệu hồi thiên thạch trên này á. Có dùng thì chắc chỉ dùng kỹ năng trọng lực cực mạnh của mình thôi. Đây mình kích hoạt lên nè. Đó. Rồi và đây là cái căn phòng chứa kho báu của cái chiến hạm này nè. Cũng không quá tệ nha. Cũng được đi.
Ồ, nhưng mà có vấn đề là tại sao nó lại cháy vậy? Ủa, mình nhớ là mình đâu có đốt đâu. Ủa, xong rồi mình tính không bằng mấy con quái trong này nó tính rồi. Nó thủ tiêu luôn cái con... cái chiến hạm này rồi. Thôi 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 thôi, mình cũng té thôi. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng mà kiếm kiếm coi còn cái rương nào ra không. Còn cái rương nào mình bỏ sót không? Lụm nốt luôn, bỏ ổn. À đây nè, còn cái đống táo vàng với cà rốt vàng ở đây nè. Đồ ăn của mình á, không bỏ đâu. Phía sau đuôi của chiến hạm thì không có đồ. Rồi, té thôi, té thôi. Sơ qua thì chúng ta đã đánh chiếm thành công cái chiến hạm bất ổn này rồi ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tiến tới cái con tàu hải quân. Với con tàu hải quân thì thoải mái hơn rồi. Mình có thể dễ dàng triệt phá bọn chúng bằng kỹ năng thiên thạch khổng lồ. Tới công chuyện. Bánh chạnh con tàu luôn. Rồi rồi rồi, mình thấy tên đội trưởng hải quân rồi nè. Ừ, nhảy nhót đi, ngươi nhảy lên đi. Nhảy lên. Nhảy lên. Nhảy lên đây, ngươi ngon nhảy lên đây. Ui, trưởng tưởng thế nào, không nhảy hả? Thì mình nhảy xuống. À, nhảy à? Không nhảy lên thì mình nhảy xuống. Mình đâu có ngán đâu. Mình đâu có ngán đâu. Ok. Hắn nhảy cao quá, hắn té gãy chân rồi. Này thì giỡn mặt. Rồi, vô căn phòng chứa rương trái quỷ nè. Có hay không? Ui, không có luôn, trời ơi. Sukana vậy? À, tên đội trưởng thứ hai này. Tên đội trưởng thứ hai này. Láo nháo. Đội trưởng các ngươi đã đi rồi, các ngươi cũng đi theo đội trưởng đi. Để xem Haki tới đâu rồi. Vẫn chưa có Haki mới nha. Hay là mình đang luyện sai cách nên nó không có lên được Haki vũ trang toàn cơ thể ta? Cũng có thể lắm, nhưng mà mình thử thêm một lúc nữa đi. Chắc tại mình luyện chưa tới hay sao á. Ok, mình phải chăm chỉ. Chăm chỉ hơn một tí nữa mới được. Rồi. À mà quên, để cho bọn chúng đánh mình nữa. Quên mất, nãy giờ toàn mình đánh bọn chúng không à. Sao mà lên nổi. Ồ, và gần đây còn có một cái tàu hải tặc nữa. Được quá ta. Ê. Ủa nhưng mà sao lại cháy? Ồ, trời mưa mà vẫn cháy được à. Ui, lỡ cháy rồi cho nó cháy luôn. Cho thêm cái thiên thạch rớt xuống nữa. Lỡ cháy thì cháy cho tới luôn nha cưng. Rồi, đột nhập thôi. Mình vẫn sẽ dùng... Ôi, đứng lại nào. Ủa cái gì đây? Ouch. Đang đánh chiếm mà. Cái mụ này. Này thì mê hoặc nè. Cho trọng lực đè ngẫm củ tỏi luôn. Đang đánh chiếm thì còn bị mê hoặc nữa chứ. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ bước vào cái con tàu này. Ôi, nhưng mà hình như cái năng lực của trái Zushi đã đánh bại toàn bộ mấy thanh niên hải tặc trên con tàu này thì phải. Rồi luôn, không còn thanh niên nào trên này để cho mình luyện Haki luôn. Su vậy. Ờ, cái rương này thì cho mình một cái bản đồ. Wow. Bản đồ kho báu kế bên luôn nè. Được đấy nha. Ôi, biết đâu bất ngờ cái bản đồ này lại dẫn mình tới cái phiến bonus clip thì sao. Ồ, cũng có thể lắm. Được, mình sẽ đi tìm thử nha. Tại vì mình cũng đang săn tìm thêm mấy cái phiến bonus clip ấy. Đi rồi, nó đang mở ra nè. Ơ, nó dưới biển à. Ôi, như vậy thì nó không phải là phiến bonus clip rồi. Nó là một cái kho báu rồi. Nó nằm đâu đó ở dưới này ha. Mình sẽ bật tọa độ lên để chúng ta tìm cho nó dễ. Vậy là nó nằm đâu đó ở dưới kia lận. Wow, hơi xa đó. Nhưng mà chịu khó đi, mình sẽ đào đường này xuống ha. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm tìm được cái kho báu. Đó, kìa, cái rương kho báu ngay đây rồi. Mình thấy cái rương kho báu rồi. Che nước lại. Nó nằm ngay dưới này nè. Ui, rương kho báu này không cho mình trái quỷ rồi. Ồ, vậy là nó không phải là cái phiến bonus clip như mình tưởng á. Làm mừng hộp rồi. Nhưng mà mình có niềm tin là con tàu này sẽ có rương trái quỷ. Đâu thế nào mà xui hoài được đúng không? Rồi, mình sẽ tiêu diệt hết tất cả các thanh niên hải quân đó bằng một quả thiên thạch khổng lồ ha. Úi giời, bệnh xác liền. Đó. Biết ngay mà sao mình có thể xui hoài như vậy được chứ. Rồi, giờ thì quẩy thôi. Thứ mình muốn đã khó rồi. Vô. Như thế nào? Bọn chúng bị cháy hết rồi. Ui,
Ui, hình như mình chơi, mình dùng đòn này hơi quá tay rồi. Ơ, và đồng thời thì mình cũng đã luyện được cái haki vũ trang toàn cơ thể rồi. Oh my god. Khi mình kích hoạt lên thì sao? Uầy, đây rồi. Mình đã bọc haki toàn cơ thể rồi. Con này con lăng quăng hả? Để coi nó cắn mình có ăn thua không nha. Cắn đi, ngươi cắn ta đi. Trời, rén luôn mà, con lăng quăng biển mà bữa nay nó còn rén mình cơ mà. Bình thường con này là không biết rén đâu, mà bữa nay nó rén mình là hiểu rồi đó. Này thì rén nè, mình không tha cho nó đâu. Uầy, có haki lên là thấy hơi bị xịn sò rồi. Cuối cùng thì thứ mình muốn cũng đã đạt được rồi ha. Trời, quá xá đã luôn. Hello mấy cưng. Hình như mình vẫn còn thiếu một loại haki thì phải. Giờ mình đã có đủ các loại haki vũ trang rồi nè, haki quan sát rồi. Giờ chỉ còn thiếu đúng cái loại haki mà rất là ít người sở hữu luôn. Đó chính là haki bá vương ha. Giờ mà mình luyện được haki, à không, mình có được haki bá vương nữa là đỉnh luôn á. Nhưng mà cái haki bá vương đó thì cũng hên xui lắm, không phải muốn luyện là luyện được á. Sau khi mình về nhà thì cái hiệu ứng điểm xấu nó đã kích hoạt rồi. Oh my god. Ui, nó xuất hiện trên tàu mình luôn hả? Cái gì? Ouch. Đi ra chỗ khác. Ui, bây giờ một mình phải bảo vệ cái bác dân làng này. Nhờ mình có haki quan sát mà ta quên nữa. Mình có thể kích hoạt haki quan sát để mình tìm mấy cái thanh niên này mà. Được. Người vô đây. Không sợ luôn. Rồi, cuộc chiến bảo vệ dân làng trên con thuyền hải tặc của mình bắt đầu ha. Mình không thuê được người bảo vệ thì thôi, mình tự bảo vệ cũng được. Hơi cực một xíu. Rồi, các người chậm trên này chứ gì. Tới số các người hết. Vô đây, mình xử lý cho một nó nhạt thôi. Còn một tên ở dưới thì mình sẽ cho hắn ăn cái ca nông của mình. Tiếp theo. Tiếp theo xuất hiện sau lưng mình. Này thì xuất hiện. Đánh nhanh cái bọn. Ui, lần này nó còn có cái con bự bự kia nữa cơ. Láo tét. Ủa? Khoan, đừng ẩu gì là ẩu rồi đó. Cái này cái thuyền của mình mà. Mình bắn một cái đụng một phát là nó lủng lỗ trong thuyền mình là mệt đó. Nói chung thì với cái haki quan sát thì mình có thể dễ dàng phát hiện được những cái tên cướp dân làng hăm he tới cái con tàu của mình ha. Nên cũng không có nhiều khó khăn cho lắm. Với lại bây giờ mình có haki vũ trang mà toàn cơ thể rồi, nên sức mạnh của mình là không thể ha cản phá luôn á. Không biết là còn mấy đợt nữa đây. Lần này bọn chúng xuất hiện ở đâu nha? Sao không thấy ta? Ủa? What the heck? Lần này bọn chúng xuất hiện ở đâu vậy? What? Ủa? Đây, bọn chúng, trời ơi, bọn chúng ra đảo ở rồi. được lắm, các ngươi ra đảo chứ vậy, ta cho các ngươi ăn thiên thạch. Ăn thiên thạch đi. Này thì ra đảo nè, cho ăn thiên thạch liền. Ăn thiên thạch. Ui, con heo này. Láo tét. Rồi, xử lý gọn món này thôi. Ok, một rớt nhạt thôi ha. Mình không dùng năng lực trái quỷ trên thuyền là tại vì mình sợ nó lủng thuyền mình á. Chứ không thôi là mình dùng năng lực trái quỷ thì sẽ nhanh chóng vượt qua cái cuộc xâm lược này thôi hả. Lần này thì bọn chúng đã đột nhập vô trong bon tàu của mình rồi. Còn có những cái con vét nữa. Con vét là do thanh niên này nè. Triệu hồi. Người chạy đi đâu? Ui, không biết bé sói xương của mình có sao không nữa. Đánh nhanh rút gọn mới được. Trong nhà mình còn bé sói xương. Không sao. Tưởng đâu sói xương có vấn đề, có mệnh hệ gì nữa lên. Thì tiếc lắm. Rồi trên này còn một cái con Ravenger nè. Xong chưa? Mình đã thành công bảo vệ cái dân làng khỏi cuộc xâm lược rồi. Wow. Nhờ tất cả là nhờ haki vũ trang với cả là haki quan sát á. Mạnh thiệt ha. Có hai loại haki đó thì gần như là mình không sợ cái địch nó ẩn nấp nè, hoặc là tấn công mình mất nhiều máu đâu. Quá tuyệt vời luôn. Tiếp theo thì chắc mình sẽ ăn mừng á. Được, mình sẽ có một pha ăn mừng đi. Vừa là ăn mừng haki mới nè, vừa là ăn mừng chống lại cái cuộc xâm lược của bọn cướp dân làng nữa ha. Mình coi mình có tổng cộng là
6 cái rương, 3, 4 rương gỗ, 1 vàng và 1 rương bằng sắt ha. Mở hết trong ngày hôm nay luôn. Hy vọng là những cái rương gỗ lần này thì nó sẽ cho mình những cái món đồ mới nha. Ủa, những trái quỷ mới nha. Chứ đừng có bị trùng giống như lần trước thì buồn lắm. Rồi, nói làm liền. Giờ thì chúng ta sẽ mở ngay những cái rương trái quỷ đầu tiên trong ngày. Bắt đầu là cái rương vàng ha. Để xem rương vàng sẽ cho mình trái ác quỷ gì đây. Đây là trái Hello Gia Moku Moku no Mi. Cái skill là mình thấy nó liên quan tới khói rồi đó. Xịn xịn nè, Hello Gia là thấy ok la rồi. Nó mở màn là thấy trái mới là thấy khoái khoái rồi đó nha. Hy vọng những cái rương tiếp theo cũng là những trái quỷ mới. Rồi, tới rương bằng sắt nè. Rương bằng sắt cho mình trái Xui xui, no me. Được luôn, một trái mới nha. Hai trái mới rồi. Hôm nay là lọc nhân phẩm rồi. Hết lọc số nhỏ giống như hôm bữa rồi ha. Tiếp tục nè. Rương gỗ đầu tiên. Rương gỗ cho mình trái Kachi Kachi no me. Đây là một trái hệ Paramecia luôn. Cũng được đi. Suýt nữa là mở thiếu rồi. Trong rương to còn một cái rương kìa. Vậy là mình còn 3 rương gỗ cuối cùng ha. Mình sẽ mở một lượt 3 rương xem như thế nào. 1 2 và 3. Wow, mở 3 rương ra 3 trái khác nhau luôn. Hên vậy. Được nè. Một trái là Suke Suke no Mi, một trái là Noro Noro no Mi và một trái là Bane Bane no Mi ha. Wow, như vậy thì trong ngày hôm nay thì mình mở ra được hầu hết là trái hệ luôn. Paramecia thôi, chỉ có duy nhất trái Moku là hệ Logia thôi à. Vì chỉ có duy nhất một trái hệ Logia trong ngày hôm nay thôi, nên chắc mình sẽ ăn trái Moku này luôn á. Hy vọng là với trái này thì chúng ta sẽ có thể kết hợp một cách hiệu quả với loại Haki vũ trang toàn cơ thể mà hôm nay mình học được. Mong là vậy. Còn bây giờ thì ăn liền trái Moku thôi. Và khi ăn trái Moku này thì mình sẽ trở thành kiểu như là người khói á. Và hay hơn là và mình có thể bay được. Ui, mình có thể bay được luôn nè. Hay nha. Wow, nó còn đỉnh hơn cả trái kiểu như là Sushi no Mi mình ăn lần trước á. Ê, từ. Ẩu rồi đó, con này ẩu rồi. Người ẩu rồi đó. Trời đất ơi, nghĩ sao vậy? Đốt thì người ta hả, chơi kỳ cục vậy. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ gắn những cái kỹ năng của cái trái Moku này vào để chúng ta sử dụng á. Hơi bị xịn đó nha. Chưa gì làm thấy nội tại là thấy đỉnh rồi đó. Quay. Trời ơi, cái con golem đá đó nó đánh bại cả một cái tên đội trưởng hải quân luôn hả, căng vậy. Mình sẽ test những cái kỹ năng đầu tiên của mình. What? Thanh niên này trúng kỹ năng khói của mình mà không shot kìa. Đâu vậy? Này thì đâu nè. Và kỹ năng của cái trái Moku này chủ yếu là kỹ năng định hướng á. Đấy, mình sẽ tấn công về phía trước nè. Còn kỹ năng thứ ba coi. Kỹ năng thứ ba là mình sẽ bay lên nhưng mà gián tiếp. Thì mình sẽ gây được sát thương trong lúc mà mình bay lên á. Đó, mình bay lên nó cũng gây đau nè. Hay phết. Rồi, tới kỹ năng thứ tư thì sao? Kỹ năng thứ tư là mình sẽ tạo ra một cái làn khói ở xung quanh cơ thể của mình, làm chậm những cái địch ở trong phạm vi ha. Có thiệt như vậy không? Mình sẽ test lại coi, như mấy thanh niên này bỏ trốn nè, mình sẽ dùng kỹ năng khói chậm này để cho bọn chúng đi chậm lại xíu ha. Đó, bọn chúng bao bọc bởi khói đi không nổi kìa. Cũng hay phết. Cứ tưởng là cú đấm khói thôi. Ok, hiểu luôn. Ui, bò bị dính khói nè. Tính ra cái khói này tồn tại lâu phết đấy. Nãy giờ vẫn chưa hết hiệu ứng khói này. Chết rồi, thành bò hung khói luôn rồi. Trái này cũng hay phết. Tưởng không mạnh nhưng mà lại mạnh không tưởng ha. Rồi, và mình vẫn còn 4 kỹ năng cuối cùng, vẫn chưa test được. Chắc đây là 4 kỹ năng xịn nhất của cái trái Moku này chăng? Kỹ năng thứ 5 nè. Mình sẽ tạo ra một cái đám khói khiến kẻ địch nhận sát thương liên tục ha.
Kỹ năng này chỉ cần chọn mục tiêu là xài được luôn hả? Hay ghê. Với kỹ năng thứ 6 của mình thì sao? Có vẻ là cú đấm bằng khói. Nhưng mà sát thương thì chưa rõ có mạnh hay không để mình đấm vô cái con người đá này thử. Con này thường thì sẽ rất là trâu nè. Ồ, nhưng mà đồng thời thì mình có thể nhấc bổng được kẻ địch luôn nè. Hay phết. Ồ, cú đấm này không chỉ là gây sát thương đâu mà mình còn khống chế được kẻ địch cơ. Rồi, kỹ năng thứ 7. À, kỹ năng thứ 7 là hút kẻ địch về phía mình. Wow, dặn game luôn. Còn về tuyệt chiêu cuối của cái trái mô cư này thì bây giờ chúng ta sẽ test ha. Đây 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 đây, test thử coi. Oh, quá đẹp. Mình có đọc hướng dẫn là mình cần phải, hay là mình phải làm cho kẻ địch dính khói ta? Ví dụ như bò dính khói đi. Oh, đúng rồi. Kẻ địch dính khói thì mình mới dùng được cái chiêu cuối nha. Mình sẽ khiến kẻ địch bay lơ lửng lên trên trời cơ. Ôi trời. Hi. Ui. Ghê vậy, kỹ năng này tiêu diệt kẻ địch hơi tàn nhẫn nha. Rơi từ trên cao xuống. Wow, ra là vậy, kiểu giết kẻ địch một cách từ từ ấy. Mọi người, trái này cũng ghê gớm phết. Ồ. Nhưng mà cái trái này thì nó không có kỹ năng phát nổ nha. Phải chứ nó có một cái kỹ năng nào đó phát nổ diện rộng để mình phục vụ vô cái việc tìm những cái phiến bonus clip thì hay quá. Mình đang gán đi tìm thêm những phiến bonus clip để chúng ta có thể làm thêm nhiệm vụ thử thách đấy. Nhưng mà có vẻ hơi khó ha. Thôi không sao, từ từ thì chúng ta tìm cách để chúng ta tìm sao cũng được. Còn bây giờ nè, có bọn chúng gặp mình chạy lia lịa hết nè. Giờ bọn chúng xa lánh mình quá à. Kỳ đi, quá là kỳ cục luôn. Chơi mà xa lánh người ta. Còn giờ thì mình sẽ test thử trái xui xui đi. Cái trái này thì không biết sẽ có công dụng đặc biệt gì không. Ủa, chưa vậy là mình thấy có kỹ năng bơi lội rồi nè. Ồ, bơi lội. What? Ê. Ôi. Ui, cái trái này cho mình đi xuyên tường. Đâu rồi, đâu rồi? Bơi đi, bơi đi. Nè, được rồi nè. Ồ, mình có thể thoải mái bơi bơi trong những cái block luôn. Hay thiệt chứ. Ui, cái trái này hay nè. Cái trái này có công dụng trong việc giúp mình tìm phiến bonus clip dễ hơn được nè. Mình có thể lặn xuống dưới lòng đất để chúng ta tìm bonus clip cho nó dễ hơn. Ui, nhưng mà né nước ra nha. Đang lội mà gặp nước phát là chìm ngấm luôn á. Rồi trồi lên. Ui, nhưng mà tìm chỗ nào không có nước trồi lên mới được. Có nước trồi lên là tắt thở luôn á. Đây, lên đường này nè. Ây da. Trời. Nhưng mà bơi ở dưới lòng đất lâu quá cũng bị ngạt thở nha. Khi mình bơi thì mình có đánh được không? À, khi bơi thì mình không đánh được nha. Trời ơi, tiếc nhờ, phải vừa bơi mà vừa đánh được thì ảo diệu quá. Nhưng mà ví dụ mình ăn trái này rồi mình có bơi dưới nước được không nhở? Có bơi xuống dưới nước được không? Ouch! Không bơi dưới nước được nha. Trời đất ơi. Gì đây? Sao tự nhiên xảy cái năng thứ hai cái nó đen thui màn hình vậy? Hình như mình phải trong trạng thái bơi thì mình mới có thể dùng cái năng thứ hai hay sao á. À, nó giúp mình bơi nhanh hơn. Ồ, ra là vậy. Cái trái này chỉ dùng để chúng ta đi bơi trong lòng đất thôi. Này, bơi siêu nhanh luôn nha. Kỹ năng thứ 3 là khi mình đang bơi, mình có thể chụp cái địch xuống cái lòng đất, rồi sau đó mình sẽ tấn công một đòn cực mạnh, kiểu kiểu vậy. Này nè, mình sẽ test trên thanh niên này thử coi. Đó, nè. Nó sẽ tựa phong cách chiến đấu cú đấm của mình nè. Wow, ra là vậy ha. Rồi, tuyệt chiêu cuối là ẵm cái địch lên trời luôn hả? Đâu, đang bơi mà ẵm lên trời luôn. Phải không vậy? Đâu, cho ẵm lên cái coi. Ẵm cái địch lên trời cao chứ kìa. Tuyệt vời. Uầy. Trời ơi. Không thể tin được luôn. Trái ác quỷ ảo diệu nhất từ đầu tới giờ mà mình sở hữu ra, phong cách chiến đấu cũng lạ nữa.
Hơi lạ nha, phong cách chiến đấu này hơi lạ, mình cần phải có thời gian làm quen mới được. Nhưng mà nói chung trái này cũng mạnh ấy. Không biết cái đòn kết liễu đó có hạ được những cái kẻ địch mạnh hay không nha. Mình phải đi tìm một tên hải quân nào đó, đô đốc hải quân, đội trưởng hải quân nào đó để mình test thử. Ủa, đây là ai vậy? What? Ui, trong lúc mà mình bơi ở dưới lòng đất mình phát hiện ở đây nó có những thanh niên bóp. À, mình sử dụng haki để mình tiêu diệt một chút. Đúng rồi. Dỗ mặt hả? Bóp hả bóp? Tiêu diệt bóp luôn. Và bóp cho mình cái gì đây? Cho bơm à? À, cho trái cây. What? Ôi, tôi xong rồi. Ủa? Hết hồn, tôi đâu ăn cái trái này xong đăng xuất khỏi thế giới luôn rồi chứ. Ôi, cái trái này nó có công dụng tựa tựa cái năng lực trái quỷ của mình ha. Là mình có thể bơi trong lòng đất luôn nè. À, hay phết, được á. Ôi, giờ gì đây? Mình đang tìm đường lên mà, tới cái đập mặt vô cái chỗ kim cương à. Kỳ ghê á. Ồ, cho nghỉ mẹ một đi. Rồi, à, thì ra mấy thanh niên bóp này còn giấu gương nha, mình thấy rồi nha. Sao mà giấu được mấy cưng? Ê, Ripper. Đâu rồi đó. Đây, nó giấu gương ở đây nè. Để coi, à, giấu khoáng sản nữa hả? Phải chi mấy thanh niên này bóp này mà giấu gương trái quỷ thì hay mấy, biết mấy. Nó chỉ giấu khoáng sản thôi. Ôi, nó còn giấu một cái nón nè. Cái nón ma. Cái nón này mình có thể, khi mình đội, mình có thể biến thành ma à. Wow. Mình chỉ cần dùng cái nón này thôi là mình lập tức mình biến thành ma nè. Ôi, hay thiệt. Ôi, nhưng mà phải đợi hết thời gian thì mình mới biến trở thành người được nha. Wow. Được. Cái nón hay. Còn giấu cái gì khác không? Giấu cái gì đó? Nhật ký hả? Ok, một xíu mình đọc nhật ký thử coi. Ôi. Trời ơi, ai mà nỡ chung sống một bé mèo vậy? Đây, đừng lo nhanh chắc. Anh sẽ mang em về rồi cu mang em thôi. Thiệt tình luôn á. Không hiểu luôn, ai mà nỡ chôn một em mèo dễ thương như vậy chung với mấy thanh niên bóp kia không biết nữa. Ok, chắc giờ mình sẽ về nhà sớm đi. Mình định test trái quỷ rồi sẵn tìm mấy cái phiến bonus clip rồi á. Nhưng mà giờ mình vướng Jack rồi nên không có đi tiếp được. Về nhà sớm á. Jack, à, tạm thời thì mình đóng cửa hết rồi đúng không? Ở đây còn lò hổm nào không ta? Ok, không có lò hổm nào. Rồi, Jack ở đây nha, đừng sợ. Mình sẽ kiếm cá coi. Mình nhớ trong một vài chuyến khám phá mình cũng có lượm cá nhưng mà không nhớ là cá. Ui, như hồi mình vứt hết rồi. Cái chín hết rồi, không có cá tươi. Ờ, chắc mình phải đi săn cá tươi quá. Được á. Và mới mốt á, ví dụ mà mình có lọt xuống nước thì bây giờ mình đã có giải pháp để chúng ta lên bờ nó dễ hơn rồi. Đây, mình sẽ lọt xuống nước đúng không? Thì mình sẽ dùng cái nón này để mình bay lên là được. Ui giời ơi, easy game luôn. Và như vậy trong ngày hôm nay thì mình đã có được thêm một cái người bạn mới. Hơi nhút nhát một xíu thôi, đó chính là Jack. Một chú mèo mình tìm được trong cái khu của mấy thanh niên bóp những cái hồn ma á. À, đồng thời thì chúng ta cũng đã trải nghiệm được năng lực của trái Moku nè, rồi trái Susunomi nữa. Nhưng mà xét về cái độ hiệu quả thì mình nghĩ cái trái Moku nó vẫn hiệu quả hơn trái Susui ha. Nhưng mà xét về độ thú vị thì trái Susui sẽ thú vị hơn. Đó là những đánh giá của mình về những trái quỷ mà mình test trong ngày hôm nay. Ngoài ra thì hôm nay mình đã chính thức có được Haki vũ trang cấp cao. Tên. Với Haki này thì mình sẽ trở nên rất là trâu và mạnh luôn. Hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có được nốt cái loại Haki cuối cùng trong thế giới vua hải tặc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến phiêu lưu kế tiếp. Bye bye.